Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bodhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tất sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một nhóm tâm sở. Một nhóm tâm sở này nó có một cái đặc tính chung là không ưa thích đối tượng, hay nói cách khác là nó có tính là muốn hủy diệt cái điều mà vừa nhận thức được. Nó theo thuật ngữ chuyên đề thì đó là hủy diệt đi cái cảnh hay là hủy diệt đi cái đối tượng mà tâm nó nhận thức. Cái tâm sở sân phần này nó gồm có bốn tâm sở. Thứ nhất là tâm sở sân, thứ hai là tâm sở ganh tị, thứ ba là tâm sở bỏn sẻn, và thứ tư là tâm sở hối hận. Mà nếu như từ tiếng Hán thì chúng ta có là tâm sở sân, tâm sở tật tức là ganh tị, tâm sở lận tức là bỏn sẻn, và hối tức là hối hận. Cả bốn cái này nó đều có chung một đặc tính chung, bốn tâm sở này đều có một đặc tính chung là không hài lòng với cái cảnh hay hài lòng với đối tượng. Do đó chúng ta mới sẽ thấy rằng cái đặc tính chung này rất là đặc biệt, để là chúng ta sẽ không nhầm lẫn giữa cái bỏn sẻn với cái tham. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa này sao. Bây giờ chúng ta trước tiên là chúng ta tìm hiểu tới trước mắt đó, là cái tâm sở sân. Xin thưa quý vị, tâm sở sân là từ cái chữ đô xá của Bali, mà đô xá lại là từ xuất phát từ chữ đú. Đú có nghĩa một cái điều khó chịu, không hài lòng. Còn từ chữ đú này chúng ta có chữ đúc khác là khổ, mà chữ đú cộng cho chữ khác thành là đúc khác là khổ. Và có một cái số từ nó cũng đồng nghĩa, nó xuất phát từ cái gốc rễ này ra. Như là chúng ta có chữ số cá là buồn rầu, hoặc là chúng ta có chữ parirewa tức là khóc than. Sân nó không phải là chỉ là một cái trạng thái biểu lộ ra như là sự mắng nhiếc hoặc là đánh đập hay là hành động thô bạo, mà nó có những cái trạng thái nó rất là nhẹ nhàng. Mà nếu như chúng ta không nắm thì chúng ta cho nó là không phải sân. Thường thường ấy, đừng hiểu lầm rằng sân là một cái trạng thái nóng nảy khó chịu, mà chỉ là một cái sự không hài lòng với cái cảnh đó đủ gọi là sân. Như chúng ta ngồi nhìn chiếc lá rơi cảm thấy buồn buồn, hay là nhìn mây trôi lãng đãng rồi cảm thấy xót xa, đó những cái trạng thái như vậy, những cái thức như vậy đều là thuộc về dạng của tâm sở sân. Cho nên chúng ta cần phải nắm bắt những cái ý nghĩa này, hoặc là khi mà nhìn thấy những cảnh tượng gì đó rùng mình sợ hãi, thì cái sự rùng mình sợ hãi đó nó cũng biểu lộ là dạng của tâm sân. Ví dụ như chúng ta
nhìn một cái cảnh tai nạn giao thông mà thấy cảnh nó khủng khiếp quá. Chúng ta rung mình, chúng ta sợ hãi, đôi khi cái sự sợ hãi này nó dẫn tới ngất xỉu, không chết. Thì cái dạng đó cũng thuộc về tâm sân. Hoặc giả rằng ở giữa một đêm thanh vắng vậy đó, mà có một tiếng động gì đó, chúng ta tưởng tượng ra giống như là một con ma hoặc là một con gì đó nó có thể sát hại tới mình, làm thương tổn tới mình, rồi sợ hãi. Thì cái sợ hãi đó như là dân gian thì nói là sợ ma chẳng hạn vậy. Đó là cũng dạng tâm sân. Như là Đức Phật ngày dạy là cái khu rừng mà uốn quay lá, ở bên ngoài thì rất là thái, rất là xinh đẹp, nó nằm cạnh như dòng sông Ni Liên vậy. Nếu mà khi mà Bồ Tát mà tu khổ hạnh trong đó đó, và những đêm tối trời ngài đi sâu trong rừng, và ngài mô tả mà kinh sải khiếp đảm đó, ngài dạy rằng này Akhi Vasana, cái khu rừng đó đó mà với người mà còn cái tâm ái dục đó, thì có thể một cành lá hay là một nhánh cây rơi rụng xuống, hay là một tiếng động khẽ cũng làm người đó phát sinh cái sợ hãi. Mà trước khi giác ngộ đó, thì Như Lai đã từng gặp những cái trạng thái này. Bao giờ khi mà khiếp đảm sợ hãi sinh khởi lên thì Như Lai định tĩnh tâm cho đến khi không còn sợ hãi nữa, Như Lai mới thay đổi là gì. Nhưng mà khi Bồ Tát đang đi mà phát sinh cái sợ hãi thì ngài ghi chú ngài tâm cho đến khi mà hết sợ hãi rồi thì ngài mới đổi tư thế là ngồi hay là một tư thế khác. Chứ không phải như chúng ta mà khi mà gặp những cái đó, những sợ hãi đó chúng ta vội bỏ chạy, nó không có. Hoặc là khi ngồi á, nhất là những người thiền giả, khi mà ngồi thiền á, nó phát sinh ra những cảnh cảm thấy sợ hãi, người đó giật mình rồi xả thiền ngay. Thì xin thưa vậy, trường hợp này á, đôi khi những cái thiền sinh đó á, hoặc là những thiền giả đó dễ bị cái trạng thái mà người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma đó, là bị điên loạn. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình ngồi mình hành định á, thì về cái thân của mình á, nó có những cái luồng hơi nó chạy theo những dòng kinh mạch của mình, và cái tâm trầm tĩnh, tâm nó không có sợ hãi đó, thì những cái luồng kinh mạch nó chạm cách đều đặn. Nhưng mà khi mà mình phát sinh sợ hãi đó, thì những cái luồng hơi đó hay là luồng khí đó, chân khí đó, nó chạy rất là dồn dập. Mà đột ngột á, mà mình thay đổi lại nghi là đứng dậy liền, thì khi đó nó làm xáo trộn cái cấu trúc của cái thân xác này, và đôi khi nó tắt lên tới ảo, khiến cho một số dây nó bị thay đổi vị trí hoặc là nó bị dính mắc vào nhau, và từ đó người đó trở nên là man hoặc là điên loạn, không chết. Cho nên bài kinh này Đức Phật ngài dạy chúng ta đó là dù cho ở một cái trường hợp nào, khi mà phát sinh sợ hãi thì chúng ta phải cố gắng trấn tịnh tâm lại, tức là ghi chú một niệm, cho bao giờ cái tâm chúng ta nó trở lại cái trạng thái quân bình, nó không còn sợ hãi nữa, thì bây giờ chúng ta mới thay đổi cái bài nghi. Như đang đi vậy, phát hiện ra một cái gì đó mà cảm thấy kinh sợ, thì phải đứng lại, thì vẫn
đang đi vẫn cứ đi, mà đang đứng thì vẫn cứ đứng. À, niệm cho bao giờ hết à, cái kinh sợ à, rồi bây giờ mới thay đổi vậy nghe. Để cho cái luồng chân khí trong cơ thể mình nó hoạt động cách bình thường, à, nó không bị bất ngờ bị sắp rồi. Cái bài kinh mà Sợ Hãi Chết Lãm trong Trung Bộ Kinh á, Đức Phật ngài dạy chúng ta cái về pháp hành đó. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng cái tính chất sợ hãi nó chính là một cái dạng cái tâm sân. Rồi xin thưa quý vị, chúng ta cần phải tìm hiểu cái mặt trái của tâm sân. Nó thật ra cái tâm sân á, nó chính là tham bất tội nguyện. À, bao giờ chúng ta thích thú ước muốn một cái điều gì đó mà cái điều đó nó không được đáp ứng thì tâm nó khó chịu. À, mà khi mà tâm nó khó chịu thì nó dẫn tới cái sự không hài lòng. À, như chúng ta thường thấy là đứa bé đó mà nó buổi sáng mà nó xin được cha mẹ nó cho những tiền đi ăn quà, hôm đó bà mẹ quên nó cứ đứng đó. Nhưng mà bà mẹ mà không có cho nó đẻ thì bắt đầu nó dùng dằn khó chịu, nó nhẹ nhàng nhất nó dùng dằn khó chịu là đấy. Nhưng mà nếu mà cho những cái tiền ăn quà sáng thì nó vui vẻ. Trường hợp này cho chúng ta thấy rằng sân nó chính là mặt trái của tham bất tội nguyện. Khi nào tham mà không được đáp ứng thì nó trở thành sân. Một người gọi điện cho một người mong rằng sẽ nghe được tiếng điện thoại người đó, nếu mà gọi nhiều lần mà không được à, tự nhiên khó chịu. Như gọi một hai lần mà người đó bắt máy điện thoại liền nghe liền à, thì nó sẽ không có khó chịu. À, cho nên chúng ta mới thấy, chúng ta mới thấy cái mặt trái của tham nó chính là sân, mà mặt phải của sân nó chính là tham. À, cho nên trong bài kinh Tứ Đế hay là bài kinh Chịu Hết Luôn, còn Đức Phật ngài dạy cái nguyên nhân mà sinh lên khổ á, nó chính là cái tăng ha, tức là cái ái, tức là cái dạng của tham. Mà chúng ta rõ ràng chúng ta thấy rằng ở sân cũng khổ á, nhưng mà Đức Phật ngài không đề cập tới. Thật ra thì ngài Đức Phật ngài đã đề cập rồi. Thí dụ như trong tám cái khổ đó, ghét mà phải gần đó là khổ. À, tức là ghét là phải gần, tức là không hài lòng gặp người đó, nhưng mà cứ gặp thì khổ. À, đó là một trạng thái của sân. À, xin lỗi vậy. Bởi vì sân là mặt trái của tham, cho nên trong bài kinh Tứ Đế hay là bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật ngài dạy rất rõ. À, chúng ta thấy rằng nguyên nhân sinh khổ chính là cái ái, nhưng mà sân chúng ta cũng cảm thấy khổ nữa. Nhưng mà rõ ràng là trong những cái khổ đó thuộc là liệt kê ra đó, ghét mà phải gần là khổ. Bởi cái người ghét đó mà mình không ưa thích mà đừng gặp mặt đó, thì mình không khổ. Cái tâm nó không thích nhưng mà nó thích, khi mà gặp mặt nó cảm thấy khổ. Còn tâm nó không thích đó chính là trạng thái của sân. Rồi thương mà phải lìa, phải xa lìa là khổ. Rồi thương là một dạng của ái hay một dạng của tham. Nhưng mà muốn gặp người đó mà người đó không gặp, mình không được gặp mà cảm thấy sầu bi, cảm thấy phiền muộn. Muốn mà không được, muốn cũng là một cái dạng tham. Nhưng mà muốn mà không được thì nó nghịch ý, không ai làm hài lòng thì nó bắt đầu nó phiền, nó buồn, nó tức. Vâng vâng. Cho nên chúng ta mới hiểu được ý nghĩa này là trong bài kinh Tứ Chuyển Pháp Luân hay Tứ Diệu Đế, Đức Phật ngài chỉ đề cập tới tham là đủ rồi, hay là ái là đủ rồi. Bởi vì mặt trái của ái nó chính là sân. Nếu bây giờ chúng ta mới tìm hiểu tiếp cái sân này, nó chúng ta có hai loại đó, tức là bất bình giới ở bên ngoài và bất bình ở bên trong. Mình đọc họ bất bình ở bên ngoài thì nó có những cái sự suy nghĩ đối với một cái đối tượng bên ngoài,
nó có chính chất để mà làm phát sinh đối với những cái cảnh ở bên ngoài hay là đối tượng bên ngoài. Thứ nhất á, là người này nghĩ rằng người kia đã từng làm hại ta, chỉ nghĩ đó những cái gì mà người khác gây cho mình á, tự nhiên gặp lại, gặp cái người đó là phát sinh tâm sợ, hay là phát sinh gây tâm sợ sợ, do nghĩ rằng người đó đã từng làm hại mình. Ở trường hợp này chúng ta trên đời sống này chúng ta gặp nhiều, ở trong cái cuộc sống này chúng ta gặp những cái người mà mình giúp đỡ chẳng hạn vậy, nhưng mà nửa chừng cái quay ngược cho mình, hoặc là một cái con nào đó bị một anh chàng nào phụ bạc chẳng hạn, hay là anh chàng nào đó gặp cái con nào phụ bạc không vậy, cái gặp lại tự nhiên nổi cái trạng thái không hài lòng, khó chịu, nó nghĩ là người đó đã làm hại ta. Trường hợp thứ hai là do nghĩ rằng người đó đang làm hại ta, tức là nghĩ rằng cái người này là đang âm mưu tính toán cái gì đó, đang uy hiếp mình, đang đe dọa tới cái sự an toàn của mình. Như là trường hợp một người gặp một bọn cướp, nó tấn lộc, nó đưa dao hoặc là nó đưa những cái gì đó, những vũ khí, người đó phát sinh sợ hãi, phát sinh một cái sự không hài lòng. Nó chưa phải là như chúng ta định hiểu vậy, nó không phải chỉ là bừng bừng lửa giận mới gọi là sao, mà những cái trạng thái mà sợ hãi vậy, nó cũng vẫn được gọi là sạch. Nếu gặp bọn cướp tấn lộc mình chẳng hạn vậy, mình cảm thấy sợ hãi, thì đó là dạng của tâm sạch, do nghĩa rằng những người này đang làm hại ta, và do nghĩa rằng cái người này đang sẽ làm hại đến ta. Như mà trường hợp một hai nước đang chiến tranh với nhau, nhưng một vị vua này thấy vị vua kia có một cái người hiện tại, và cái cơ đồ của vị vua kia đó chính là cái vị hiện tại này là trụ cột, thì cái vị vua đối nghịch đó sẽ không hài lòng với cái vị hiện tại này. Hiện tại với ai á, với mình thì được, mà hiện tại với người khác á thì không thích, và nghĩ là người này sẽ vận dụng cái trí mưu của mình để làm tổn thất tới đất nước mình, và cái vị vua nghịch nó sẽ tìm mọi cách để triệt hạ cái người hiện tại của vua nghịch chẳng hạn vậy. Bởi vì đây là cái trường hợp mà gọi là do nghĩ rằng cái người ấy sẽ làm hại tới ta. Đây là ba trường hợp thứ nhất. Ba trường hợp thứ hai là do nghĩ rằng người ấy đã từng làm hại người thân của ta. Có ta là đã định rồi, nhưng mà bây giờ nó làm hại tới người thân của ta. Ví dụ như một cái người nghĩ rằng người đó đã từng sát cha ta, thì làm con mà không trả thù cho cha là bất hiếu như hàng vậy. Gặp kẻ thù đâu đó, bắt đầu là tấn công ngay. Ở cho nên trong cái bổn sanh á, cho chúng ta thấy rằng á, một cái vị vua gọi là có tên là cái Trường Sinh, ra một cái lúc mà đi chinh chiến thì bị đức vua nghịch bắt được, và ông ta nhắn lại với con mình á, chớ có nên trả thù. Tuy vậy nhưng mà người con này tức là hoàng tử Đi Kha Vú, tức là Trường Thọ, tìm mọi cách lấy lòng được đức vua Ngạch, và được đức vua Ngạch nó tin cẩn làm người hầu cận, và một cơ hội thuận tiện thì vị hoàng tử Trường Thọ đó đã rút gươm ra
và kề thanh gươm vào trong cổ của Đức Dương Nghịch. Đức Dương Nghịch nó ngạc nhiên hỏi, tại sao ngươi là ai? Mới nói rằng tên là con của cha tôi là Vua Trường Sinh. Ông đã giết cha tôi thì tôi sẽ giết ông. Để ông vua kia là chuẩn bị chờ chết thì nghĩ bằng tử trường thọ mới nói rằng, nhưng mà cha tôi dặn đừng cho nên giết ông, cho nên tôi tha cho. Và cái vị hoàng tử trường thọ đó chính là tiền thân của Bồ Tát. Cho nên nghĩ rằng cái người đó đã từng hại người thân của ta, tức là thân bằng huyết thuộc của ta, cho nên gặp lại kết chẳng hạn như vậy. Cũng giống như cái người đệ tử mà thấy mình thầy thầy mình bị uy hiếp, tức tốc xong rồi, hoặc giả một người bạn trên đường đi chẳng hạn vậy, kết bạn với nhau mà một cái người nào đó sát hại người bạn, thì cái người này tự nhiên đó là ta có phải có bổn phận phải báo thù cho người bạn mà. Và khi gặp lại cái kẻ mà sát hại bạn mình thì lập tức tấn công ngay bằng cách này bằng cách kia. Ủa mà đây là trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ năm là do nghĩ rằng người ấy đang làm hại người thân của ta. Như là trường hợp thấy người thân mình lâm nguy á, thì người này á, lập tức xông xáo vào để sát hại kẻ thù để giải nguy cho người thân của mình. Mà khi mà sát hại kẻ thù đó là tâm sân, hay là đánh đập kẻ thù nữa vậy, đó là tâm sân. Dĩ nhiên trong cái trường hợp này cũng có những cái vấn đề khiến chúng ta phải suy ngẫm, nhưng mà trước mắt là chúng ta muốn dẫn chứng rằng là do nghĩ rằng cái người đó đang lại người thân của ta, cho nên phát sinh tâm sân, tìm mọi cách, tìm mọi biện pháp, tìm mọi thủ đoạn để mà hạ người kia, để bảo vệ người thân mình. Rồi trường hợp thứ sáu là do nghĩ rằng người ấy sẽ làm hại đến người thân của ta. Tức là không làm hại đến ta, không phải là đã, không phải là đang, mà sẽ. Ví dụ như trường hợp trên đời chúng ta thấy rằng á, những người con á có thể vì mẹ mình mà đi lùng kiếm tình địch của mẹ mình, đánh đập hoặc là chửi mắng hoặc là dùng những cái biện pháp nào đó chỉ vì tình địch của mẹ mình là vợ kế của ba mình. Những người con thì làm công tác này do nghĩ là cái người đó sẽ làm hại tới người thân của mình, mặc dù chưa có gì hết, chỉ mới quen sơ sơ hay là gì đó, hoặc là có cái cảm tình hơi đậm đậm chút xíu là bắt đầu cũng có chuyện. Đây là trường hợp thứ sáu. Trường hợp thứ bảy là do nghĩ rằng người ấy hay là kẻ ấy đã làm lợi đến kẻ thù của ta. Kẻ thù ta ghét ta đành rồi, nhưng mà cái người nào mình làm lợi cho đến cái kẻ thù mà ta cũng ghét tay luôn. Bực cha bực mẹ người đó ta đành rồi, con cái cũng ghét luôn. Chẳng hạn như vậy. Bởi vì ta nói rằng là thương ai thương cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Nó ghét người thôi không, ghét luôn những thân bằng quyến thuộc, ghét luôn những người nào mà trợ giúp cho kẻ thù ta, mày ghét luôn. Rồi do nghĩ rằng người đó đang làm lợi cho kẻ thù của ta, nghĩ rằng cái người đó
là cái người mà giúp đỡ kẻ thù. Mình cứ giết kẻ thù này mà không được, bởi vì người đó đang có một cái người mà giúp đỡ. Ghét luôn cái kẻ mà giúp đỡ, đang giúp đỡ người thù người ta. Là do nghĩ rằng người đó sẽ làm lợi cho kẻ thù của ta. Ấy mà cái người nào mà nghĩ rằng trong tương lai người này nó làm lợi cho kẻ thù mình, giúp cho cái thì diệt từ ở trong trứng nước, không có cho trưởng thành. Bởi vì khi mà người này trưởng thành nó sẽ làm lợi cho kẻ thù. Đó là chính nguyên nhân ở bên ngoài. Ngoài ra có những nguyên nhân khác mà chung quy thì do nghĩ về cái tôi và cái ngã sở, đấy là cái của tôi. Khi nghĩ tới cái tôi và cái của tôi thì bây giờ cái sự bất bình, cái sự khó chịu, cái sự không hài lòng nó sinh khởi ra. Chúng ta thấy là trường hợp rất là có rất là nhiều ngoài đời. Mà trong kinh tạng thì Đức Phật Ngài cũng nhấn mạnh điều này. Này chư tỳ khưu, nếu như có một cái người nam mà thương mến thích thú và đắm nhiễm vào một người nữ nào đó, thì khi thấy người nữ đó cười nói vui vẻ với những người khác, một người nam khác, thì người này cảm thấy khó chịu, không hài lòng, bất mãn. Nhưng mà này chưa bị khô, một thời gian sau người đó nó từ bỏ, nó không còn vướng mắt, không còn dính mắt với cái người nữ mà trước đây người đó đã từng thương mến, đã từng thích thú, đã từng hài lòng. Thì dù cho người nữ này có nói, có cười, có vui, thích với người khác, thì người nam đó cũng sẽ không hề bất bình phải chịu. Điều này cho chúng ta thấy là ái nó sinh khởi lên đó, thì thứ nhất là ái của tôi đã đành lên, nhưng mà ái cái của tôi đó, ái cái của tôi đó nó dẫn tới cái tâm sân, nếu như không được toàn nguyện. Mà ở ngoài đời chúng ta nó có trạng thái ghen tương đó, ghen vô lý chẳng hạn như vậy. Còn thứ hai nữa là ái ngã, tức là yêu cái của tôi. Bao giờ mà còn yêu cái của tôi bắt đầu còn có sân hận, còn khó chịu. Nếu mà không còn yêu cái của tôi, xin lỗi, không còn yêu cái tôi thì không có khó chịu. Chúng ta ví dụ như quý vị nói với vị sư nào đó là không tốt đẹp tôi cảm thấy nó không có gì khó chịu cả. Nhưng mà nói tới ông sư chánh minh mà như vậy như kia thì cảm thấy khó chịu. Bởi sao? Bởi vì yêu thích cái tôi. Mà nói cho ông, nói một người nào khác đó, thì vô tư, nó không có gì mà khó chịu nữa, mà đôi khi còn thích thú nữa. Nhưng mà nói tới cái tôi cái thì đụng chạm lại. Nhưng nó còn ngày dạy rằng á, có ba hạng người như là ông nhọt, một hạng người như là kim cương, và một cái người hạng người như là bất động. Còn thế nào là hạng người như ông nhọt? Đó là cái người mà yêu thích cái tôi, đụng tới cái tôi của người đó là người đó sẽ nổi lên, nổi cáo, nổi bất bình, khó chịu, đúng không? Nổi lên. Nhưng mà cái người mà được gọi là như kim cương á thì lúc đó người đó bình tâm, là khi mà suy xét á cái tôi này vốn nó không có cái chuyện đó mình không có làm, mà cái người này nói thì họ nói ai đó chứ phải nói mình, về mình phải cảm thấy nó không có gì khó chịu.
chuyện này mình có làm mà người ta nói đó là cái người tốt mà cái giải tâm như vậy. Cái chuyện đó mình không có làm mà họ vu khống và dựng chuyện lên thì họ nói ai đó chứ không phải nói mình. Thì dĩ nhiên cái nghiệp quả sẽ công minh sỉ xét, mình phải bằng tâm trước mắt á, thì mình giữ cái tâm lại xem như họ nói ai chứ không phải nói mình. Mà họ nói, nếu mà họ nói thật, họ nói thì đó có, tức là họ là người ơn, họ chỉ cho mình những cái lỗi lầm để mình sửa. Mình không có phải bất bình phải chịu gì cả, đó là người như tâm như kim cương, là tâm bất động muốn chỉ là bậc thánh a la hán. Nhưng mà cái người mà tâm ung nhọt á thì nó tai hại vô cùng. Rất là nhiều cái nguyên nhân khác mà chúng ta cần phải lưu ý, nhưng mà chung quy thì nó cũng chỉ có xuất phát từ cái yêu tôi và yêu cái của tôi, để rồi nó dẫn tới một sự bất bình hòa chuyện. Ví dụ chúng ta thấy là hai người nói chuyện nhau mà vô tình mà nghe được á, thì cái người này mà nói xấu cái nhà của hàng xóm đó, tại là mình không có chịu. Nếu mà nói xấu tới người thân của mình trong nhà nó bắt đầu mình khó chịu, bởi vì yêu cái của tôi mà. Cho nên á, chúng ta nhớ rằng khi mà bà Visakha mà trở về khi mà về nhà chồng á, ông Thánh Hành Trái Giá có dạy bà Visakha 10 điều. Mà hai điều đầu tiên á là một ách này Visakha con, khi con về với nhà chồng á, thì lửa trong nhà con chớ đem ra ngoài đốt, và lửa bên ngoài con chớ đem vào nhà đốt. Và sau á, trong cái gia tộc có những cái sự bất hài lòng, rất là bà Visakha đó là chán, không hài lòng với những đạo sĩ lõa thể, là một. Thứ hai là khi mà đang đứng đang hầu cha chồng mình và hầu cha chồng mình để ăn những món vật thực, thì có vị sa môn đi bác kêu là ý và muốn là cha mình sẽ bà bác cũng được, cho nên bà nép qua một bên để cho cha chồng mình có thể thấy được vị sa môn đi bác. Nhưng mà ông trưởng giả mới ra rá đó, vờ như không thấy và cứ tiếp tục ăn. Vị sa môn đứng đợi cũng khá lâu, thấy cũng không có thấy tốt đẹp. Bà Visakha mới đi ra mới nói bạch đại đức, xin tỉnh ngài đi nơi khác, bây giờ cha con đang dùng vật thực cũ. Nhưng mà dù cách nào chứ nữa, chúng ta mới thấy được cái hiện tại đó, cái hiện trạng của bà Visakha lúc đó, muốn mà không được thì nó sẽ có cái sự không hài lòng. Mặc dù bà khéo nói nhưng mà thời đó người ta nói rằng khi nghe nói là dùng vật thực cũ thì cũng ám chỉ là dùng phẩm, cho nên bác họ ổng bực mình đó, sao cô dâu này mà hổ vậy, mới đuổi bà Visakha đi. Bà Visakha mới nói rằng thưa cha, khi mà con về nhà chồng á thì cha cho là cha con đã có cho 8 vị bà la môn để chứng minh cho sự kiện con có đáng bị đuổi hay không bị đuổi, vậy hãy mời 8 vị bà la môn đấy. Khi mà nói thì ông này đưa ra cái ý nghĩa rằng là con dâu tôi nó hổng bởi vì nó nói tôi ăn vật thực cũ. Thì bà Visakha mới nói rằng tôi cha nói là cha ăn phẩn, mà con nói rằng là cha dùng
cái bậc thực cũ đây có nghĩa là cha hưởng phước cũ, nhưng mà phước mới cha không tạo. Thì cách hiểu thứ hai nó cũng rất là hợp lý. Mà cách hiểu của ông chủ giả nghĩa ra gá đó là hiểu theo thông thường, cho nên ông cũng không có cái cớ gì đó. Ông mới nại ra cái cớ đó, tại sao mà khi mà về nhà chồng á, cha cô này dạy có những điều phi lý, như lửa trong nhà không cho đem ra ngoài đốt, rồi như hàng xóm người ta xin lửa nửa đêm mà có lửa tắt đèn, người ta xin lửa mình không cho thì đâu có tình gì, còn gì tình hàng xóm. Bà Visakha mới trả lời rằng, thưa cha con dạy không phải như vậy, mà cha con dạy rằng là chuyện xấu của gia đình bên chồng, những cái khuyết điểm ở gia đình bên chồng đừng đem ra bên ngoài thôi, bởi vì không có lửa nào mà nó toàn cái lửa này, không có lửa nào mà nó nóng bằng cái lửa này hết. Gia đình bên chồng có nghe được vậy thì rõ ràng là cô dâu này không bị tẩn xuất là cũng bị hành hạ. Thế chuyện trong nhà thì những chuyện mà xấu của gia tộc không biết hết à, họ đem ra bán ra ngoài, bán rau bên ngoài chẳng hạn, để lửa trong nhà đem ra ngoài đường đốt. Chắc có dạy là ý nghĩa này. Vậy thì còn cái lửa bên ngoài không đem vô đốt làm sao, nửa đêm vừa tắt lửa rồi không có đèn đốt, không xin lửa bên ngoài đốt làm sao mà có ánh sáng được trong nhà. Nói thưa cha con dạy không phải như vậy, lửa bên ngoài đừng đem vô nhà đốt, có nghĩa là nghe ai nói xấu về gia đình mình, gia đình người chồng thì đừng đem lại thuật đến, đừng đem về thuật lại cho gia đình chồng biết, bởi vì không có lửa nào hết. Và từ đó nó sanh ra những cái sự đổ vỡ. Rồi tức là cái lời dạy, hai lời dạy này đó là ông Phát Thánh Anh Thế Giá cha bà Giê-xu-ca dạy là nhẫn nại với cái sự sân, nhẫn nại với cái sự không hài lòng, sự nghịch ý, nhẫn nại. Nói cho chúng ta thấy rồi nha, cái lửa thì bây giờ đem vô nhà cũng đừng đem từ nhà đem ra đốt, mình nghĩ được như vậy tâm mình bình thản, tức là tạm thời mình chưa phải là dứt tuyệt cái ái ngã, chỉ bậc thánh A La Hàm, xin lỗi, bậc thánh Dự Lưu mới diệt trừ được cái bà kiến thuộc về ái ngã này mà thôi. Còn chúng ta thì phàm nhân, mà chúng ta hiểu biết như vậy thì thôi. Phật dạy chúng ta như vậy. Xin thưa, đó là những cái nội tại mà chúng ta nắm bắt. Rồi xin thưa vậy, ngoài những cái nguyên nhân kia thì còn những nguyên nhân khác. Mà Đức Phật ngài dạy rằng đó, này chư tỳ khưu, do hai duyên khiến cho sân sinh khởi. Thứ nhất là do gặp cảnh bất vịnh tướng, tức là cảnh không tốt đẹp. Thứ hai là không có cái tắc ý đúng hay là tắc ý khéo. Bởi vì sao? Bởi vì không phải nghĩ cái người đó đã hại ta, đã đang hại ta hay sẽ hại ta, cũng không nghĩ rằng cái người đó, cái đối tượng đó đã hại người thân ta, đang hại người thân ta, sẽ hại người thân chúng ta, cũng không nghĩ rằng cái đối tượng đó đã làm lợi cho kẻ thù ta, đang làm lợi cho kẻ thù ta, hay là sẽ làm lợi cho kẻ thù ta. Nó nghĩ vậy, nhưng mà gặp những cảnh xấu, tức là nó không chiều theo ý cái khuynh hướng của mình, và lập tức khởi tâm sân, khó chịu. Ví dụ như những người mà không thực hành thiền tịnh mà thấy người ta ngồi thiền tịnh thì cảm thấy khó chịu, nó nằm bộ khoe khoang, chứng tỏ là ta là cái người hành thiền. Nếu mà họ ngồi đâu có mắc mớ mình, để kệ họ,
cho họ có khoe khoang, cho rằng ta là người tu tập à, nữa chuyện của họ, nghiệp quả sẽ dành cho họ. Cái chuyện mà họ ngồi thiền ở giữa nắng, ở bài phố chợ giữa nắng đó, à, mặc dù đó là một hình thức mà Đức Phật này không cho phép. Họ bảo ở nơi thanh vắng, nhưng mà họ không muốn biểu diễn thì kệ họ, thân của họ mà, chứ không phải thân của mình đâu. Họ chịu cực khổ và nắng thì kệ họ, không lấy là bất bận. Những cái cảnh ở ngoài phố như là đụng xe, xe đụng, những cảnh bất mỹ đó, nó gặp thì né đi, đúng không? Xem chi để rồi rùng mình, rồi sợ hãi, rồi mang cái nỗi mà ám ảnh nó bỏ đi. À, những cái đó nó không phải là đã làm hại, đang làm hại hay sẽ làm hại mình. Không phải vượt ngoài chính nguyên nhân đó, mà nó lại là những cái nguyên nhân khác, mà gặp cảnh bất mỹ. Mà cái người chúng ta nó lạ lắm, thấy nghe bị xe đụng cái là ở trong xe cũng ráng cố gắng mình nhòi ra mà xem cái gì đó, à, thấy cái đất chiếu cái ghê quá chê à, lặng lặng thì nó tốt hơn, nó khỏi gặp cái cảnh đó. À, mà chúng ta gặp hoài ha, à, mọi người đó không biết đó là đạn sát nên gọi tâm sai. Rồi nó mang cái, nhiều khi nó mang một cái ám ảnh ở trong tâm, nó gặp nghe hoặc là thấy đống rác cái khó chịu, mà đi qua bờ sông mà nó hôi quá, cảm thấy bực mình, trời nắng quá cũng than cái gian, trời mưa nhiều quá thì cũng gên rỉ, đúng không? Chẳng hạn như vậy. Mọi chúng ta nắm bắt là nó đối những cái cảnh bên ngoài như vậy đó, vì do gặp những cái cảnh xấu không đúng theo cái khuynh hướng mà. Ở cho dù rằng gặp cảnh đẹp đi chăng nữa, ai cũng khó chịu. Ở chúng ta thấy không? Là cái người Phật tử mà giữ giới á, à, thì không thích ca hát, mà gặp nghe ai mà ca hát cảm thấy nhăn mặt nhíu mày khó chịu. Mà những cái trạng thái đó là trạng thái bất bình, những cái trạng thái không thích hoặc là những không hài lòng, à, đối với cảnh đó là trạng thái của tâm sân. Còn tốt nhất nghe chuyện đó đó, thì một là quên lãng không quý tới, hai là nghe mà vẫn giữ cái sự ghi nhận. À, lập tâm sự nghe này, sự nghe thôi, sự nghe thôi, sự nghe thôi. À, nó cũng giống như cái trạng thái mà cái người mà uống mà người ta gọi là thực bất tri kỳ vị đó, tức là ăn mà không biết gì hết á, à, không biết ngon, không biết dở gì hết á. Mặc dù người ta chê là cái người này ăn uống không có biết phân biệt là ngon hay dở, à, nhưng mà cái trạng thái đó nếu mà ứng dụng trong cái đời sống tu tập nó rất tốt, hay là lúc mà nghe hay hoặc là lúc mà thấy rất tốt. Nghe chỉ biết là nghe, thấy chỉ biết là thấy. Có đôi khi gặp cảnh tốt mà lại cũng không hài lòng, bởi vì nó đi ngược với khuynh hướng của mình. Thí dụ giống như những ngoại giáo đồ hay gặp Đức Phật với 32 tướng đại nhân cao quý vậy đó, nhưng mà đâu có ưa đâu, cũng mới thấy khó chịu. À, nghe Đức Thế Tôn giảng pháp đó là một điều quá tuyệt vời, à, nhưng mà lại cũng không thích thú, đúng không? Lại khác như vậy. À, đó là những cảnh đẹp, nghe giảng pháp đó là một cảnh đẹp, thấy hình ảnh Đức Thế Tôn là một cảnh đẹp. À, nhưng mà đối với khuynh hướng ngoại giá đồ thì là không đẹp. À, bất bình khó chịu. À, cho nên cái chi tiết là
nó không khéo tác ý. Anh nói là không có một cái tác ý đúng, nghe chỉ là nghe thôi, âm thanh chỉ là âm thanh thôi, thấy chỉ là cảnh sắc mà thôi. Một vấn đề biết á, phân biệt được biết hay không biết, nó là cái chuyện của mình. Nó có nhiều cái nguyên nhân như vậy. Và trong đời sống chúng ta thì chúng ta cần tỉnh táo, hay gặp cảnh, ghi nhận cảnh, nghe. Có đôi khi á, cũng chỉ vì sân hận á mà mình làm trò cười cho kẻ thù của mình, họ sẽ chọc mình nóng, và chọc bên kia nóng, là hai người đấm đá nhau, kẻ đứng giữa đứng cười. Cho nên người khôn không bao giờ rơi vào những cái âm mưu kẻ đó. Chỉ những cái người nào thiếu trí, những cái người nào không suy xét, người đó mới rơi vào cái cạm bẫy của kẻ thù. Tức là cái người này xúi người kia, đi qua bên đây xúi người kia, đi qua bên kia xúi người nọ, hai người giận lên, hai người ấu đả với nhau, ai làm trò cười cho cái người thứ ba đó. Nhưng nó không cần thiết, không có rơi vào những cái cạm bẫy đó. Chính vì rơi vào cạm bẫy đó cho nên cái hai vị tỳ khưu rất thương mến nhau, thương mến nhau, khăng khít, tưởng chừng như không thể có một cái mạnh lực nào phải chia cắt được. Nếu mà chỉ vì một cái ly gián đó đó mà hai người đã trở nên là hai người thù nghịch. Đó là câu chuyện của vị tỳ khưu Cung Đát Pha Lá, tức là vị tỳ khưu mà đi ra, khi mà xuất gia xong có cái bóng con ma nó hiện phía sau đó, bóng người nữ đi phía sau đó. Tới thời nào trong thời Đức Phật Ca Diếp có hai vị tỳ khưu rất là thương yêu nhau. Trên đường đi như vậy, ông vị chư thiên đó mới ngẫm nghĩ rằng ta có thể ly gián được hai người này không. Cho nên nhân lúc mà vị sư đệ đi vào bụi cây để làm việc vệ sinh, thì vị thiên nhân đó chờ đợi vị sư đệ vừa xong đi ra, thì hóa ra một cái người nữ tóc bay xõa ra, cũng từ bụi cây đi ra mà chỉ cho cái người anh thấy ra. Rồi chút là chập sau đó, thấy người sư đệ đi ra từ cũng từ bụi cây đó, thấy người này nghĩ rằng đây là cái ông sư đệ mình phá giới rồi. Mới nói là sư đệ ông là người phá, ông kia nó vô tình nó để đâu có gì đâu phá giới. Nó ta thấy người nữ từ trong bụi cây đi ra, nó không có. Rồi cãi qua cãi lại, cuối cùng là chia hai được, không đi chung nhau nữa. Rồi vào trong cái giảng đường để mà làm lễ Bồ Tát á, thì vị sư huynh nói rằng cái ông này phá giới, tôi không chịu làm lễ Bồ Tát chung. Vị sư đệ cũng nói là tôi không có phá giới, mà ông này cứ nói tôi phá giới hoài, tôi cũng không làm Bồ Tát chung nhau. Vị chư thiên nó cảm thấy mình tạo một cái nghiệp ác quá rồi. Cho nên mới hiện ra xin sám hối, thuật lại câu chuyện đó. Dĩ nhiên vị chư thiên nó rớt xuống khẩu cảnh rồi. Vào trong thời Đức Phật, vị đó khi mà xuất gia xong đi bác hay có bóng hình người nữ phía sau đó, cho nên nó là Phật tử trêu chọc: bác này muỗng cơm này xin dâng cho ngài, còn muỗng cơm này dành cho cái cô đi phía sau ngài. Ông người quay ra không thấy, nhưng mà ai cũng thấy á. Nhưng mà đây muốn nói rằng là hai cái vị tỳ khưu đó đó rơi vào cái cạm bẫy ly gián của vị chư thiên, bất hòa với nhau. Sau này hàng gắn rồi thì nó cũng không còn như trước nữa.
nó còn chưa đứt rồi cũng lãng ừ thử chân qua chuyện chẳng hạn. Tốt nhất là chúng ta lìa bỏ cái tôi, lìa bỏ cái của tôi. Cũng chính vì cái của tôi mà biết bao nhiêu chuyện đã kích nhau, chiến đấu nhau vì binh khí miệng lưỡi. Thậm chí vì cái của tôi không mà biết bao nhiêu đau khổ sinh hận. Rất là nhiều. Một đứa con mình mới vừa bị ai đó đánh một cái, à nó không có đáng gì hết, à biết đâu đứa con mình nó hổ bị người ta đánh. Nếu mà không biết cặn kẽ vậy đó, à, kéo ra cả nhà, kéo ra rồi bên kia cũng không nhận tới, hai bên xô xát nhau, cuối cùng gây tử vong rồi phải tù tội, đúng không ạ? Trong xã hội thì chúng ta thấy rất là nhiều. Danh người trí sẽ tìm hiểu nguyên nhân họ này. Rồi trong mình phân xét, chứ không thấy đứa con về miếu máu hỏi sao vậy, cái ông bên nhà kia đánh con, cái ông nó đâu có điên đâu, phải có nguyên nhân nào chứ. À, nhưng mà không chịu suy xét nguyên nhân, rồi bắt là lớn mà đánh nhỏ là sai chẳng hạn vậy. Hãy coi lại nguyên nhân. Người trí chúng ta là không hấp tấp, mà lúc mà ngày dạy rằng người trí không bao giờ hấp tấp, mà lúc nào cũng bình tâm để mà nhận xét. À, xin lỗi vậy, khi mà chúng ta tìm hiểu được những cái nguyên nhân cũng như những cái duyên đó rồi thì chúng ta sẽ đi tới một cái khác nữa. Nó nằm ở bên trong của chúng ta. Đầu tiên á, nó chỉ là một cái sự bất bình khó chịu, nhưng mà nếu không kiềm chế được thì nó sẽ dẫn tới phẫn nộ. Rồi cái phẫn nộ này nếu như không kiềm chế được thì nó sẽ dẫn tới tạo ác nghiệp về ngữ, tạo ác nghiệp về thân. Ngữ thì sẽ mắng nhiếc chửi rủa, vu khống, đặt điều vân vân. Còn thân thì sẽ dùng gậy gộc, đao trượng để mà đánh, để mà đập, để mà hạ sát đối thủ, tạo ác nghiệp đó. Rồi để rồi sẽ mang cái khổ cảnh sau trong tương lai. Như trường hợp mà cái người đệ tử của Đức Ma Ca Diếp, khi ông làm lỗi gì đó thì Đức Ma Ca Diếp rầy, ông không chịu nhận lỗi mà. Nhân lúc mà thầy mình đi bác, không kiềm chế được cái sự phẫn nộ, không kiềm chế sự bất bình, nổi lửa đốt cốc của thầy mình. Rồi cốc của ngài Ca Diếp trái đã đành rồi. Nếu mà người đệ tử đó sau khi đốt cốc rồi bỏ đi, rồi cuối cùng là bị yểu tử và bị rớt số làm ngạ quỷ, mà bị lửa đốt toàn thân, kêu khóc ở không trung. Hoặc giả rằng một sự nghe mà bất bình khó chịu mà không kịp kìm lại thì nó dẫn tới ác nghiệp từ ngữ hoặc là ác nghiệp từ thân. Như trường hợp một lần nọ thì Đức một kiền liên tự núi đi xuống, ngài mỉm cười, ngài lắc khăn áo hỏi này, này hiền giả Mốc Ca La Ná, do nguyên nhân gì mà hiền giả mỉm cười? Này hiền giả lắc khăn áo, hãy đem câu chuyện này trình lên Đức Thế Tôn, hãy đem câu hỏi này hỏi trước mặt Đức Thế Tôn. Sau khi chiều đó hai vị về trước mặt Đức Thế Tôn, thì Đức lắc khăn áo hỏi lại, lặp lại câu hỏi, thì Đức Mục Kiền Liên mới trả lời là, thưa hiền giả lắc khăn á, khi từ trên núi linh thú đi xuống, chúng ta nhìn thấy một con ngạo quỷ hình trăng, nó đang lăn lộn than khóc ở giữa không trung, lửa từ trên đầu nó đốt cháy tới đuôi nó, rồi lửa từ đuôi nó đốt cháy trên đầu nó, rồi lửa từ thân của nó, giữa thân đốt cháy ra hai bên, nó kêu khóc gian dội.
Đức Tôn Ngài xác nhận rằng này chư Tỳ Khưu, hàng ngạ quỷ là Như Lai thấy ở dưới cội Bồ Đề, nhưng mà chưa ai trông thấy hết, cho nên Như Lai không thuyết. Nay một kiện liên đã thấy, Như Lai xác nhận có loài ngạ quỷ đó. Mà nguyên nhân là trong thời quá khứ có một cái vị Phật Độc Giác được vị trưởng giả rất là ái kính, và cung thỉnh Đức Phật Độc Giác về xây dựng một cái liêu thất để cho Đức Phật Độc Giác. Một lần nọ, vị trưởng giả này trên đường ra thăm ruộng của mình, thì bây giờ trong đêm đó có một gã ăn trộm. Sau khi đi tìm những vật dụng mình không được, mệt mỏi về nằm ngủ trên bờ ruộng. Vị trưởng giả đi ngang qua, nhìn thấy chân người ăn trộm lấm bùn, mới nói rằng cái người này trong ban đêm chân đã lấm bùn về đây mệt mỏi nằm ngủ, hẳn là trong đêm làm việc không được tốt đẹp. Rồi ông bỏ đi. Nhưng mà không ngờ là tên ăn trộm nó chưa hẳn đã ngủ nghe được câu đó, nó chạm vào cái tự ái, tức là chạm vào cái tôi. Nó ông dám nói tôi làm việc phi pháp trong đêm này, cũng giống như là cái đụng vô một nhọt nhảy dựng lên. Gã ăn trộm này đã đốt ruộng lúa của ông trưởng giả 7 lần, rồi chặt chân của ông tử giả chặt chân bò của ông tử giả 7 lần, tức là 7 đàn bò bị chặt chân. Nhưng mà mấy ông này cũng tỉnh bơ, cũng chẳng có gì. Thế thì tên ăn trộm mới dò hỏi ông tử giả quý gì nhất. Đây, những người kia tình thật nói là tử giả chỉ quý cái cốc mà ông cất cho ông Sa Môn ở, ông rất thích cái cốc đó. Nhân Đức Phật Độc Giác đi bác cái ăn trộm này đốt cháy cái cốc đó. Thì bây giờ thấy cốc của Đức Phật Độc Giác cháy, thì dĩ nhiên là cốc này cốc tốt, tại vì là trưởng giả mà. Ông trưởng giả đứng nhìn, bên ăn trộm nó tới mới hỏi thưa ngài, chắc ngài tiếc cái cốc đó mà. Nó không, tôi đang cảm ơn người nào đốt cái cốc đó đó, bởi vì giúp cho tôi có cơ hội làm phước, tạo phước, làm cho kiến tạo là một cái cốc mới cúng dường Phật Độc Giác. Và trong cái bữa mà cái hôm mà khánh thành cái cốc đó,